Đây, hôm nay anh em mình sẽ nói về cái SD Hikzami Future. Đây là một cái SD với cái mức giá rất là rẻ, khoảng chỉ 2 triệu thôi. Chính xác thì hiện nay mình có hỏi từ nhà phân phối thì họ nói là cái giá bán lẻ của phiên bản 1TB sẽ rơi vào là 1,8 triệu đồng. Thì cái mà các bạn có ở đây là cái tốc độ đọc ghi tuần tự rất là nhanh. Nó có thể lên tới tận là 7450 MB trên giây, với điều kiện là các bạn test ở trên các hệ thống của AMD. Hôm nay mình sẽ review lại cái SD này để cho các bạn cùng coi, tại vì mình đã trải nghiệm nó được khoảng vài ngày vừa qua rồi. Với cái phần trải nghiệm của mình thì mình thấy nó rất là ok. Nó ứng dụng vào tất cả mọi cái khía cạnh trong cái việc là mình sử dụng máy tính, nó đều rất là hoàn hảo. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em để coi liệu nó có phải là một cái món hời, liệu nó có đáng để anh em quan tâm hay là không nha. Về cái thương hiệu Hikzami thì nó là một cái thương hiệu con của cái công ty Hikvision. Nếu như các bạn nào mà quan tâm về những cái sản phẩm camera an ninh, camera trong nhà thì các bạn sẽ thấy là Hikvision có rất là nhiều những cái dải sản phẩm từ trước đến nay. Thì họ đã làm thêm một cái nhánh con nữa, đó chính là những cái bộ nhớ lưu trữ như SD này. Đây không phải là cái sản phẩm SD đầu tiên của Hikzami, họ cũng đã có một số những cái sản phẩm trước đó rồi. Tuy nhiên cái phiên bản Hikzami Future này hiện tại khi mà nó mang về Việt Nam bán thì xét về giá bán nè, về tốc độ nè và về dung lượng thì nó đang rất là ok. Cho nên là chúng ta thử trải nghiệm coi là cái sản phẩm này nó có cái gì bên trong và nó có cái gì hay ha. Về phần cái SD thì như các bạn đang thấy ở đây, nó chỉ đơn giản là một cái SDM2280 bình thường thôi, và nó sẽ chạy với cái giao thức là PCIe 4.0, giúp cho các bạn có những cái tốc độ rất là nhanh. Nếu như các bạn nào mà đang có một số những cái mainboard mà chỉ hỗ trợ tới Gen 3 thôi thì các bạn cắm lên cái SD nó vẫn lên và vẫn chạy nha, nhưng mà nó chỉ chạy ở tốc độ của Gen 3 mà thôi, các bạn cần phải lưu ý. Còn nếu như những anh em nào mà đang có những cái mainboard mà có hỗ trợ với Gen 4 rồi thì các bạn kết hợp với những cái SD giống như thế này nó sẽ rất là ok. Kèm thêm các bạn thấy ở trên cái SD này, cái phần bề mặt mà họ để cái logo Hikzami thì nó cũng sẽ là một cái miếng thermoplastic nhỏ, nó giúp cho các bạn có thể tản nhiệt tốt hơn. Và nếu như các bạn tháo luôn cái miếng thermoplastic này ra, các bạn sẽ thấy ở bên trong chúng ta sẽ có những cái nan nhớ cũng như là controller. Những cái nan nhớ đây thì đến từ thương hiệu Hikzami luôn, còn cái con controller tức là điều khiển thì nó đến từ thương hiệu Maceo với cái mã cụ thể là Maceo MAB1602A. Về cái khả năng điều khiển của con controller này thì nó cũng khá là ok, tốc độ của nó cũng khá là nhanh. Cho nên là khi mà sử dụng thì các bạn cũng hoàn toàn yên tâm. Và lưu ý nha, đây là một con SD với DRAMless, tức là các bạn không có DRAM thật ở trong này. Nó sẽ sử dụng một phần của bộ nhớ để làm cache để có thể boost thêm cái tốc độ của SD luôn. Vậy thì liệu là cái thao tác sử dụng hàng ngày của anh em nó sẽ như thế nào? Mời các bạn đến với ngay phần trải nghiệm thực tế. Ok, mình show cho anh em coi một cái phần benchmark nhanh của mình ngay tại đây. Thì mình test thông qua phần mềm là Crystal Deathmark, và kèm thêm là mình có bật thêm cái phần mềm HD Monitor ở đây để các bạn có thể coi được là cái nhiệt độ của cái SD khi benchmark thì nó có thể lên tối đa là bao nhiêu. Mình nói trước nha, là về cái bối cảnh phòng thì đầu tiên là ở ngay khu vực quay phim của mình nè, mình có một cái máy lạnh ở trên này, đây nó đang nằm ở trên này, thì mình thường sẽ up ở mức là 21 độ C điều hòa, cho nên là gần như cái điều hòa của mình nó đã phà thẳng vào trong cái góc làm việc cũng như là cái máy tính luôn, cho nên là gần như là cái khu vực này thì nó khá là mát lạnh ha. Cho nên là nếu như các bạn nào mà test ở những cái khu vực khác nhau, điều kiện khác nhau thì cái nhiệt độ khi mà benchmark hoặc là sử dụng nó cũng có thể là khác nhau. Tuy nhiên là mình có tham khảo thêm một số những cái kênh khác thì mình thấy là cái phần nhiệt độ này nó cũng như là cái phần nhiệt độ chung luôn, nó rơi vào khoảng là từ 48 độ C tối đa lên tới khoảng là 50 độ C tối đa mà thôi. Cho nên là mình thấy là có vẻ như là cái phần thermoplastic mà họ đang trang bị sẵn trên cái SD thì chính cái SD nó đang làm khá là tốt ha. Nó giúp cho các bạn có thể giải nhiệt ở một cái mức nào đấy. Đương nhiên là nếu như các bạn nào đang sử dụng một số những cái mainboard mà nó có thêm cái phần tản nhiệt dành cho SD thì các bạn có thể cắm đè lên trên luôn để nó có thể gia tăng được cái hiệu quả tản nhiệt ha. Nhưng mà ở đây thì mình cố ý là không có cắm để coi là thực sự cái SD này nếu như nó cắm vào trong một số những cái hệ thống khác nhau thì nó sẽ như thế nào. Kèm theo là mình nói về cái phần benchmark của mình thì các bạn có thể thấy là cái tốc độ nó chỉ lên được khoảng là 7100 MB trên giây mà thôi, nó không có đạt đủ 7450. Cái lý do là bởi vì mình đang test ở trên một cái hệ thống Intel Gen 13, và cụ thể đây là con i5-13600K, cho nên là nó sẽ không thể lên được cái mức tối đa là 7450 MB trên giây. Nếu như các bạn mà muốn mà đạt được cái tốc độ tối đa như SD công bố thì các bạn bắt buộc phải test ở trên hệ thống của AMD. Còn đối với Intel thì cao lắm nó cũng chỉ rơi vào loanh quanh là khoảng 7100 MB trên giây mà thôi. Cho nên là hiện tại thì chúng ta chưa thể đạt được cái tốc độ này ở trong cái phiên bản test của mình. Vậy thì cái trải nghiệm thực tế của nó sẽ là như thế nào? Mình mời các bạn xem nhanh một cái đoạn clip này. Đây là cái đoạn clip mà mình đang cố ý chứng minh cho các bạn thấy là nếu như các bạn làm editing video ở trong một số những cái phần mềm thì chính cái SD này nó có thể open cái project nhanh tới mức nào. Như các bạn thấy đi, mình chỉ cần click một phát thôi, chưa đến một giây sau là cái project của mình nó đã được open hết hoàn toàn luôn. Tất cả mọi file suột, tất cả mọi file effect, tất cả mọi thứ đã được open. Trong khi đây là một cái project edit video 4K rơi vào khoảng là 8GB. Cho nên các bạn có thể thấy là cái tốc độ của nó rất là tốt ha. Và khi mình ứng dụng vào trong cái việc là load một số những cái tựa game mà mình thấy ở đây, một số những cái game online hiện nay đang load cũng rất là lâu, chẳng hạn như là Valorant nha, một cái game mà các bạn chơi rất là nhiều ha. Thì Valorant nó có thêm cái phần anti cheat của chính cái phần mềm hệ thống Vanguard, cho nên là thông thường các bạn bật cái game này lên thì nó load rất là lâu. Nhưng mà đối với cái máy tính của mình mình bật cái game Valorant lên, đương nhiên là mình cài Valorant ở trong SD ha, thì nó mở lên cũng vẫn rất là nhanh.
Hay là ở đây mình cũng bật thêm một cái phần mềm nữa là phần mềm Photoshop. Thì khi mà mình bật lên, nếu mình chỉnh một số những cái file ảnh RAW để làm thumbnail các kiểu á, thì nó bật cái phần mềm lên cũng rất là nhanh luôn. Nó không khác gì những cái SDP CI Gen 4 hiện nay top đầu ở trên thị trường hết. Cho nên là nếu như các bạn có sử dụng và thao tác hàng ngày á, thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chính cái phần tốc độ của nó. À, mà nếu như các bạn quan tâm về cái vấn đề là liệu nó có bền hay là không, thì hiện nay á, mình thật sự nha, là vẫn chưa thể test được cái phần độ bền này. Tại vì mang tính chất là review á, thì mình sẽ chỉ có thể trải nghiệm đâu đó khoảng vài ngày cho đến một tuần á, thì mình đã phải công bố cho các bạn coi những kết quả test rồi. Còn cái việc mà trải nghiệm thực tế hàng ngày á, thì gần như là người dùng sẽ phải tự test thôi. Cái này thì mình không có cách nào hết. Trừ khi á, là mình làm một cái video là trải nghiệm SD sau khoảng 1 năm á, thì các bạn có thể coi một cái video đó vào khoảng 1 năm sau ha. Còn quay trở lại á, là về cái chính sách bảo hành á, thì Hexemi ở tại Việt Nam họ bảo hành cái con SD này lên tới tận là 5 năm. Ok, vậy đây đó là một cái video chia sẻ của mình về cái SD Hexemi Future phiên bản 1TB. Hiện nay thì đối với cái mã sản phẩm này mình thấy nó có tới 3 phiên bản nha, 500GB, 1TB và 2TB. Nhưng mà mình lưu ý là nếu như các bạn có mua thì các bạn chỉ nên mua phiên bản từ 1TB trở lên thôi. Tại phiên bản 500GB thì cái tốc độ đọc ghi của nó không có nhanh, tại vì xét về phần cứng thì nó đang không có đủ nhiều như cái phiên bản 1TB. Cho nên là khi các bạn mua thì mình thấy là nó khá là thua thiệt so với là những gì mà cái SD có thể mang lại. Trong khi đó thì phiên bản 1TB hiện nay cái mức giá của nó thì rất là rẻ, mặc dù là sản phẩm chính hãng ha. Cho nên là các bạn có thể cân nhắc thử về cái sản phẩm này. Ok, và nếu như các bạn muốn mình làm thêm một số những cái chủ đề gì đó khác, hoặc là video mang những cái nội dung gì đó khác, các bạn có thể comment lại phía bên dưới. Mình sẽ cố gắng làm sớm nhất có thể. Và đừng quên là mình sẽ lên sóng video lúc 19:30. Xin chào và hẹn gặp lại.